Hôm nay anh em mình đi ra tham quan cái đại cá coi Nhật ở Bình Định, ở Miền Trung nha mọi người. Đây, đang đi trên đường. Đây là rừng to, què kia ta. Thấy mấy cái hồ của nó này. Đây nè, ở đây chỗ đây chỗ đây chỗ đây đây, đây. Rồi, cách đây một năm mình cũng ra đây tham quan lần rồi mà nó mới chơi. Bây giờ cũng còn mới chơi luôn. Rồi, xe cờ Nhật bán rồi, rách rồi, cờ rách rồi. Mời mọi người tham quan đại cá coi Nhật Bình Định nha. À, phong cảnh bên ngoài này. Phong cách rất là Nhật Bản, một phong cách rất Nhật Bản này. Ngoài bữa nay thì ra có một số cái gọi là cái trang trí, kiến trúc trang trí mới à, khác với lần trước mình ra. Rồi bây giờ bước vào không gian bên trong. Bàn làm việc, bàn tiếp khách hay là hồ đó này. Trước khi mình vô qua cái coi á, coi cờ và kiến trúc của Nhật đi. Đây là cái sân, một cái sân cát của Nhật, bàn kiến trúc và cái phong cách Nhật nên tính chất phong thủy rất là cao ha. À, bây giờ mình đi vào cá. À, bây giờ đi qua cái cầu này, qua cái cầu này. Đây là một trại coi rất quy mô rất là lớn nha mọi người, có thể là gọi là nó là lớn nhất Việt Nam đấy, không phải dạng vừa đâu. Đầu tư rất là bài bản về hệ thống kỹ thuật cũng như là kiến trúc. Trước đây đây là một cái công trình của những doanh nhân người Nhật thì hỗ trợ về xây dựng và đầu tư và thi công với cái cá này ở Bình Định. Sau đó thì bàn giao lại cho Bình Định chúng ta. Hy vọng là các bạn cũng có thể quan sát được bao quát cái khung cảnh của trại cá coi về Nhật Bình Định này. Ông mình cũng không phải là quay phim chuyên nghiệp, với lại cũng không có cái thời gian để mình quay chi tiết lắm. Hy vọng là có thể đưa đến cho mọi người một cái nhìn tổng quan và cụ thể nhất về cái trung tâm này. Có thể nói đây là một cái nơi đáng tự hào của anh em chơi coi Bình Định ta nha. Các em trong này thì gọi là cái hồ để khách tham quan này. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt các cái hồ hồ kỹ thuật ở trong nha. Rất là nhiều hồ, rất là nhiều hồ, rất là nhiều cá. Mình sẽ đi lần lượt nha, nhìn rất hấp dẫn. À, bắt đầu trở lại video vừa rồi, mình chỉnh chỉnh cái máy quay của mình nó lại cận cảnh, chế độ cận cảnh. Mình đang quay ở action cam rồi. Nói chung là mình đây, hồ này cá bố mẹ Nhật, chiều dài của nó là 70 nha mọi người. Mọi em cũng một em Oshiba, em Oshiba thấy chưa, thấy chưa. Đây mọi người, hy vọng mọi người có thể nhìn thấy rõ mấy em nó ơi. Sáng quên mang cái quay phim dưới nước không mọi người. Có quay phim dưới nước nó chắc nhìn đã lắm, nhưng mà nói chung là hồ này nó rộng lắm, nó rộng cho nên là cũng khó mà nhìn sát được. Ở đây nếu các bạn nhìn muốn là bác lên thâu nhìn đây. Ồ, một em đó su khổng lồ kìa, thấy chưa. À, xin lỗi các bạn, mê quay quên su xui khổng lồ.
Rồi trở lại hồ bên này. Bên này xui xui rất trắng. Trời ơi xui xui đẹp quá, bút dịp luôn à. Đúng là cả Nhật. Đó, tên chỗ xanh kê kìa. Xanh kê kìa. Uchiba, Chagoy, các thứ, Kuhaku, đất xu trắng nè. Đây là Kuyaku nè. Đây là cả ô. Trời ơi, chắc mình phải lái một con về mới được. Mình nghĩ đây là cái F1. Trời ơi, đẹp quá nè, coi thứ gì nè. Ô, su sui Kuyaku Matsuba Kuyaku. Ồ, quá trời luôn. Siro Latium rồi. Rồi, bát ngát. Không thể nào mà đập hết được. Rồi, mọi người xem gì nha. Rồi, cá dạng dễ thương quá. Cá rất dạng người. Cá này size từ tầm 30 cộng nha mọi người. Rồi, rồi có Tancho của dị cư kìa. Cá Rossiki nè. Có cả Sowe nè. Có cả Kiyotsuri nè. À, nhìn màu sắc là thấy là ghiền rồi. Đẹp hả? Nhìn đã quá. Chất lượng không? Màu sắc rồi. Cá rất là dạng. Cái này là chắc là cá bán nè. Ô, đẹp quá mọi người ơi. Mê quá đi à. Đấy, mọi người thấy quy mô của trại chưa? Mình phải khẳng định đây là cái trại koi Nhật lớn, một trại koi lớn nhất Việt Nam. Nhật lớn nhất Việt Nam. Mình không nói tất cả về mọi thứ nha. Mình không nói về cái giá tiền mà mình nói về cái kỹ thuật và cái quy mô hoạt động của nó. Tức là về lai tạo và sản xuất koi. Là cái quy trình kỹ thuật. Mình không nói về cái tiền bạc nha mọi người. Không nói về giá trị của các con cá koi. Giá trị của nó thì mọi người có thể tham quan xem và đánh giá. Tự đánh giá. Đây là cái hồ đây nè. Hồ đây là có lẽ là bán. Nói chung là mọi anh em trong giới chơi koi thì về trại koi Bình Định thì mọi người chắc có lẽ cũng ít có biết, nhưng mà bởi vì trại thì cũng ít quảng cáo lắm. Nhưng mà cá koi thì luôn luôn chạy, sản xuất ra là hết liền. Rồi nhìn việc qua đây nè, coi nè, thấy nó chốc mỏ lên, nó đồ ăn không. Cá dạng à. Rồi nó tham quan cái đây nữa nè, cá xài lớn hơn. Ồ, lơ lửng luôn kìa. Cá rất là khỏe. Đúng là chuyên nghiệp cá khác. Ồ, rất là sâu. Nhìn body nó rất là kinh nha mọi người. Tancho kìa. Con hải cu kìa. Trời ơi, đã dành 4-5 triệu ra mua. Đã dành 4-5 chục triệu ra mua chứ. Quên, lộn. Rồi tham quan tiếp hồ bên này. Xanh kê nè. Châu cha vẫy rồng đẹp quá kìa. Anh em nào mà có qua Phù Mỹ, Mỹ Châu, Phù Mỹ Bình Định thì ghé mình tham quan trại này ngang. Trại các coi Nhật bản Bình Định thì họ cũng rất là hoan nghênh và thiếu khách thôi. Anh ai mà vô tham quan thì cũng rất là chào đón, rất là niềm nở. Không có gì hết, không có khó khăn gì hết. Mình đã tham quan cũng vài lần rồi. Đây trời ơi. Đây là Uchiba. Em út nút uống nào uống nằng luôn. Cái này nặng phải chục ký này mọi người. Trời ơi, đó xu ở đây ghiền quá. Xu xui, trời ơi, nó nhầm khang nè. Lẳng rồi. Đẹp quá ghiền luôn. Còn con đá đó.
mấy con Ojiba kia, con gì mà cũng nút không à. Đây con nè, body đẹp quá không? Không đứng hợp lập hả? Dạ em không biết nha. Dạo này nó không đứng hợp lập, em tưởng đứng lên hợp lập coi chứ. Đang thùng cá dưới kìa, đang chỗ xì lại. Trong khu trưng bày và nuôi cá trong mùa nóng. Tiếp tục thôi, tiếp tục thôi. Ở đây là gì không biết. Đây chắc là trị bệnh rồi. Đây là cái dòng xui xui. Trời ơi, có con cọp kìa. Cô hai cu. Mình ghiền quá đi, mày quá. Nhìn cái đây, nhìn cái mình. Nhìn cái đây giờ nhìn cái mình thấy chán hả? Thấy kệ nó. Cái này đắt tiền lắm mọi người. Rồi tôi sai đây. Chắc cái đây là hồ này. Cũng mới lên. Mình chắc kiếm bạn tôi sai này về chơi thôi. Không có tiền mua cá lớn đâu. Mình thuộc coi nhà nghèo. À, quay lại. Đây là khu bán cá. Khu bán cá. Cá size 20. Nó đồ ăn kìa. Nó mặc đồ ăn kìa. Tạm biệt tại coi Nhật Bản Bình Định thôi. Trời ơi, nắng quá.